học cách phân biệt nỗi khổ và niềm vui khi chúng ta bị người khác dạy dỗ chỉ bảo hoặc bị chỉ đạo đôi khi quá trình này sẽ mang lại sự cực khổ cho cả thể chất lẫn tinh thần giống như nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới lang lang từ nhỏ, ngày ngày anh ấy đều bị thúc ép luyện tập piano. Quá trình này đều rất thống khổ. Khó khăn nhất là hàng ngày phải kiên trì tập luyện lặp đi lặp lại. Thông thường, quá trình này khiến cho mọi người cảm thấy rất khổ. Cổ nhân có câu, trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí nhọc nhằn gân cốt nói một cách ngắn gọn là phải cảm nhận và biết chấp nhận sự thống khổ trước thời xưa để có thể đỗ đạt trạng nguyên người ta phải mất 10 năm lẻ loi đèn sách gian khổ học tập phải chịu khổ suốt 10 năm. Còn có một câu nói khác, 10 năm mài một kiếm, muốn trở thành cao thủ võ lâm thì phải khổ luyện suốt 10 năm trời. Có một lần, tôi phải tập luyện bát quái trong hai tiếng đồng hồ dưới trời mưa to gió lớn. Cảnh cây rơi vào đầu tôi, tôi cảm thấy tủi thân rồi bật khóc. Sư phụ hỏi, con làm sao vậy? Thầy hỏi mà tôi không dám nói ra trong lòng tôi nghĩ con luyện tập khổ sở thế này mà thầy không cho con nghỉ sư phụ đã nhìn thấu tâm can của tôi thầy nói được rồi ngày mai ta sẽ đưa con đến thăm một người bạn thân của ta thầy ấy là võ sư đệ tử của thầy ấy rèn luyện không tốt bằng con đâu ngày mai thầy cho ta đến thăm họ Nghe vậy tôi mừng lắm. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp bạn của thầy. Hơn nữa lại được thầy khen là tôi tu luyện tốt hơn đệ tử của bạn thầy. Thật là vinh dự vì tôi có dịp được trổ tài một phen. Ngày hôm sau tới đó, tôi ngạc nhiên đến nỗi không dám khoe khoang gì cả. Tại sao lại như vậy? Vì đệ tử của bạn thầy đều phải rèn luyện công phu chịu đòn. Cơ thể của vị thầy đó cường tráng hơn tôi bây giờ rất nhiều, toàn thân thầy với cơ bắp cuồn cuộn, có đôi mắt to và bộ râu đen. Thầy không bao giờ cười khi nói với đệ tử. Khi thầy trò tôi đến, thầy ấy nói, "Hai vị ngồi đi, ở đó có nước, hãy tự rót mà uống." Thầy nói nghiêm nghị và chắc nịch khiến tôi sợ đến nỗi đứng đó mà run cầm cập. Họ bắt đầu luyện công phu chịu đòn. Thầy ấy cầm trên tay hai cây gậy. Nó là gậy thật rắn chắc chứ không phải là gậy nhỏ bằng đồng rỗng giữa dùng để biểu diễn. Hai cây gậy được buộc lại với nhau bằng băng dính rất kiên cố. Sau đó, sư phụ bắt đầu đánh mạnh vào mạn sườn của đệ tử. Tôi hoảng sợ và thầm nghĩ, liệu các cơ quan nội tạng của họ có bị đập nát như bỏng ngô hay không? mỗi một bên mạn sườn đều đánh 18 cái, sau đó họ lại tiếp tục rèn luyện. Sư phụ sai đệ tử lấy dây thừng, một đầu buộc vào xa nhà, một đầu buộc vào một khúc gỗ lớn. Sau đó, ba bốn đệ tử khiêng khúc gỗ đó chạy lùi về phía sau khoảng 10 mét, rồi lao nhanh về phía trước, húc thẳng vào bụng của Đại sư Huynh. Đại sư Huynh gồng cơ bụng đánh bật khúc gỗ và những người khiêng khúc gỗ về phía trước. Tôi thầm nghĩ, không biết đây là con bò hay là con người. Nếu có một con bò húc vào anh ấy, chắc hẳn nó cũng bị đánh bay ra ngoài. Đại sư Huynh đã gồng bụng đánh bật khúc gỗ và mấy vị sư Huynh về phía trước. Sau khi thấy vậy, tôi nói với sư phụ, sau này con sẽ rèn luyện nhiều hơn nữa à? Tôi không còn ý định trổ tài trước họ nữa. Cuối cùng, tôi hỏi đại sư huynh làm cách nào mà anh ấy có được võ công cao cường như vậy. Anh ấy mới chỉ khoảng 36 hoặc 37 tuổi. Quý vị thử nghĩ mà xem, anh ấy có thể chịu được những cú đòn mạnh như vậy, nếu anh ấy ra đòn, không biết là sẽ ra sao, chắc chắn sẽ giống như sức mạnh của một chiếc xe tăng, thật lợi hại quá đi. Những thành quả này đều nhờ vào việc khổ luyện mà có. Sư phụ của anh ấy đã nói rằng Đệ tử đến đây học võ từ ta là phải ký vào bản cam kết sinh tử. Nếu không chịu được thì đi, nếu bị thương tích hoặc tử vong, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Ngoài ra, đệ tử còn phải cúng dường sư phụ. Thầy nghiêm khắc thì trò mới giỏi. Người thầy có nghiêm khắc dạy bảo, học trò mới giỏi công phu. Quá trình rèn luyện để đạt được thành tựu là một quá trình cực khổ. vì vậy chúng ta phải có trí tuệ để phân biệt thế nào là khổ thật và thế nào là khổ giả phải có ngộ tính và có phúc phần mới đạt được thành tựu một người không có phúc phần sẽ bỏ giờ giữa chừng họ sẽ từ bỏ vì nghĩ rằng đã bị sư phụ hành hạ để thành tựu được bất kỳ một kỹ năng nào đều phải trải qua quá trình khổ luyện nếu vẫn thấy vui sau một buổi luyện tập sẽ không thể luyện thành công phu, trừ phi đã trở thành bậc thầy rồi. Là bậc thầy mới có thể tận hưởng và cảm nhận niềm vui sau những gian khổ tu luyện. Vì vậy, sau khi Lang Lang trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, anh ấy mới có cảm giác tận hưởng mỗi khi ở trên sân khấu. Bởi vì sau khi quen với cái khổ, anh ấy đã biến nó thành niềm vui. Chúng ta cần phải trải nghiệm, học cách lãnh ngộ, phán đoán về bản chất của vấn đề xem thế nào là tốt và thế nào là không tốt trong quá trình thử thách đôi khi sẽ phải chịu vô vàn cực khổ sau vô số lần cực khổ đó nó sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm và tạo điều kiện cho chúng ta thuần thục hơn nữa vì vậy hãy học cách phán đoán cũng như phân biệt điều tốt và điều xấu đau đớn và vinh dự luôn đồng hành cùng nhau nỗi khổ và niềm vui chính là anh em một nhà những gì mà mọi người cho là khổ sở hay là vui sướng trên thực tế nó không thể tách rời khỏi nhau